Hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay tớ lại chơi tám trò chơi Pop Me 2 trước này. Ô, con này ra này. Ô. Đập vào nên ta ra cặp con này rồi. Ô, nó đuổi này. Ô, nó đuổi này. Ô, nó đuổi. Chưa thua, chúng ta chạy rồi. Đây, nhanh không nào sẽ bị nó bắt đấy. Rồi chúng ta chạy ra đây nó không bắt được rồi. Chúng ta sẽ đi lên trên đây. Chúng ta nhảy lên đây. Này chúng ta nhảy qua theo này sang bên đây này. Đây chúng ta sẽ xuống đây. Ta sẽ đi sang ngoài đây này. Con mèo này chúng ta sẽ kéo này xuống này là nó sẽ mở cái cửa ra, ta sẽ đi vào. Nào chúng ta sẽ xuống dưới đây, chúng ta sẽ gạt này xuống. Chúng ta sẽ phải đi sang bên đây nè. Ok, có thang nó rơi bên đây này. Ta sẽ vào đó. Ta gạt cái này xuống này. Bám lên này. Chúng ta ghế đây này. Rồi, chúng ta sẽ xuống. Chúng ta sẽ đi vào trong đây này. Chúng ta sẽ lấy cái này. Ta sẽ đi lên trên đây. Ta nắp vào đây. Ta sẽ vào đây lấy cái này. Ta sẽ nắp đây để chúng ta mở cái cửa số 05 này ra. À, nó đuổi nè. Con bị nó đuổi rồi, chúng ta chạy đâu. Chúng ta sẽ chạy vào đây. À, nó đang đuổi ngoài đây này. À, bây giờ chúng ta sẽ đi ra. Ok này. Chúng ta sẽ vứt cái này ra đây. Chút đi chút đi. Là nó sẽ đuổi chúng ta đó. Là nó đuổi rồi, nó chạy đó. Là, ôi, nó có phi đấy. Chúng ta sẽ chặt. Ô, tay đây nè.
đây, nó chạy xuống đây. Chúng ta phải chạy nhanh, không là chúng ta sẽ chạy xuống đây. Chúng ta bảo anh chạy ra. Đuổi này chết chạy đó à? Xe gặp cái này xuống, gặp xe bị cho vào cái máy này, nó sẽ bấm từ ra. À, chúng ta sẽ sang copy 1. Đây, con này đuổi này. Nó đuổi này, chúng ta sẽ chạy. Chúng ta sẽ chạy vòng quanh này, chiêu nó một tí. Nó đuổi vào chạy đâu à? Còn nó đây này. Chúng ta sẽ chạy vào đây đâu. Đây nó kia kìa. Nó đi đây nè. Nó đóng cửa, nó chạy đâu à? Chúng ta phải chạy nhanh không là sẽ bị nó bắt đấy. Nó chặn đầu chúng ta đây. Chạy đâu à? Là sẽ chạy đây. Nó đuổi à? Nó phải chạy nhanh. Nó đang đuổi ra. Chạy đâu ạ? Chúng ta sẽ hướng lên đây. Nó chặn đầu ra. Vẫn là chúng ta ra kéo này, chúng ta đập với nó là chúng ta cho nó bắt này. Chúng ta sẽ sang trò chơi Bobby 3. Chúng ta sẽ kéo này xuống sang đây này. Chúng ta sẽ kéo nó xuống. Chúng ta sẽ nhảy lên này. Ta sẽ đi sang này. Ta sẽ nhảy qua cái đường sắt này. Sẽ mở cái này ra. Cho nó ra ra đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi nặng này. Chúng ta sẽ nhảy qua đây. Cái lần nó mì thì chúng ta ấn mãi không được. Ta này nó mê sẽ này như thế này. Rồi chúng ta sẽ đi sang bên đây. Nó sẽ gọi điện này. Thì chúng ta sẽ mở cái cửa này ra này. Bây giờ chúng ta chưa mở được. Đây, chúng ta sẽ mở cái này ra. Chúng ta sẽ đi vào. Đây, sẽ đi xuống dưới đây này. Ôi, cái này bây giờ tối quá đây. Chúng ta vào trong đây, chúng ta lấy cái chìa khóa trong đây. Đây, chúng ta lấy chìa khóa này, chúng ta sẽ đi nè. Ta đã mở ra một bên này, chúng ta sẽ đi lên trên đây. Rồi, chúng ta sẽ mở cánh cửa ra này. Sẽ đi xuống. Rồi. Ta đi thẳng xuống nào. Đây là đang phụt cái khói mà đỏ ra. Tragic news this morning. As of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, "It's sickening. Elliot Ludwig was a great man. And those who knew him understood that he was not capable of violence." That is Alexander. Ta sẽ đi ra. Rồi nó giật phát là chúng ta không biết đâu mà lần. Đừng nghĩ nó lại giật phát.
sẽ nhìn con này là nó chưa ở đây nên này chúng ta không đi được, chúng ta sẽ đi thẳng lên nào. Cô nó đọc hết những cái này. Get up. Get up. Chúng ta đi thẳng vào đây. Đây chúng ta sẽ vào đây nước băng này. Chúng ta nắp đây. Greetings employees and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of nightcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you much time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. Oh, nó ra rồi, chúng ta sẽ chạy đâu. Rồi, nó đuổi ra. Rồi, chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo, Bobby Bot. Đây, con vật trong game đây. Ta sẽ đi chỗ này ra này. Rồi, cái nó chạy. Ta sẽ sang đây lấy một cái bàn tay. À. Anh nhảy xuống gì đây? Đặt xe. Đây còn có bông nghịch thi. À, sao sẽ đi.
Đây chúng ta sẽ gặp cái con Poppy nó đây này. Nó sẽ chặn đường, nó không cho chúng ta đi nữa. Đây nó bắt chúng ta nói chuyện nào. Đây mấy cái nhân vật này. Rồi nó sẽ đi. Chúng ta phải mở cái cửa này ra là chúng ta đã thắng rồi này. Đây còn lấy trên đây này. Và chúng ta sẽ sang trò chơi thứ năm, bên màn bảy. Đây chúng ta vào gặp con này này. Đây chúng ta phải chạy con này không là nó sẽ đuổi nó bắt á. Chúng ta sẽ sang zoom đi. Và chúng ta sẽ lấy bóng điện này. Con này đây, chúng ta sẽ sang bên này. Chúng ta sẽ đi vào đây chúng ta lấy. Ở đây nó không đi được nhanh. Chúng ta đi từ từ chúng ta này nè. Xem này cái này. Okay,
Đây, chúng ta thì sẽ đi theo này cho nhanh. Ồ, chỗ này chưa phải. Chúng ta phải đi xuống dưới đây à? Chúng ta để đi chỗ này mà. Chúng ta sẽ đi lên này. Chúng ta sẽ đi ra ngoài đây. Chúng ta chân lại cái này. Chúng ta sẽ xếp chiều này. Nó đây rồi, chạy đâu. Chúng ta vào đây, chúng ta chạy nhanh. Chỉ nên là chúng ta bị nó bắt. Đây, nó đuổi đây. Chúng ta chạy đâu. Chúng ta chạy lên đây là nó không bắt được. Lên nó đây. Chúng ta sẽ đi sang bên này. Ta xem con kia nó đâu. Nó đây nó sẽ bắt chúng ta đây. Đây rồi. Chúng ta ngừng lên đây chúng ta cũng lấy được. Bắt đầu. Đây, chúng ta lấy được rồi. Đây, một chút xôi. Ta bắn chơi nữa này. Con này không được gì. Chúng ta đi sang ngoài.
ta sẽ xem bây giờ. Bật lại cho. Ôi, chúng ta bật ra ngoài rồi. Ôi, cái nỗi vào nó tích trên đây à? Xem nó còn heo này. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo, thứ bảy. Chúng ta sẽ xem đây.
Đây, đọc nó to nè. Đây, chỗ này là những cái chúng ta sẽ nhảy qua. Đây, chúng ta không nhảy nhanh là sẽ bị cái này đập đấy. Đập là chúng ta sẽ rơi xuống á. Đây, chúng ta sẽ nhảy qua đây. Ta sẽ đi xe hôm nay nè. Thì chúng ta phải nhảy qua những cái chỗ này. Đây, chúng ta phải nhảy qua những cái thùng này, gỗ này. Chúng ta nhảy không cẩn thận là chúng ta sẽ bị rơi xuống đây. Tí nữa là chúng ta bị rơi. Đây là sẽ giờ có những năm mươi bị treo. Chúng ta nhảy thêm bên đây là chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Đây, chúng ta sẽ ra mặt quên này. Mở những cái này ra nè. Chúng ta mở hết cho những con chó sói nó ra. Và những cái nồng này thì nó sẽ kéo vào nó ra đây. Thì chúng ta chọn những con khỏe nhất để thay chúng ta sẽ đi xem tuyết đây. Chúng ta sẽ chọn bốn con để kéo xe ra tuyết này. I waited too long for someone to play with me. This race so long, be careful. I have never lost.
À, nó chạy trước chúng ta rồi. Đi về để gần về đích là chúng ta phải tăng tốc. Chúng ta mà chạy sau nó là chúng ta sẽ thua đấy. À, nó vẫn chạy trước chúng ta. Là chúng ta phải tăng tốc rồi. Tăng tốc chúng ta sẽ vượt nó. Cố lên nào. Là chúng ta sẽ vượt nó. À, chúng ta vượt được nó rồi. À, và đây là chúng ta đã thắng. À, tôi kết thúc video tại đây rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nè.